Xin chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị đón hai baby shark và hai baby shark đang xuất hiện. Bên tay phải của chúng ta là shark lạc và bên tay trái của chúng ta là shark lim. Hai shark đang từ từ tiến vào bên trong đây. Rồi đóng cửa shark lạc đóng cửa vào. Rồi bây giờ hai thanh niên đứng đây giới thiệu bản thân nhá. Cháu tên gì? Cháu tên là Đức Mạnh. Hay còn gọi là gì? Cháu tên là Trân Quý. Hay còn được gọi với tên ở nhà là gì? Tên ở nhà là gì? Mẹ Vân hay gọi là gì? Trân Quý ạ. Đâu, gọi là Lạc. Lạc. Thế còn cháu hay được gọi là gì? Đức Mạnh. Không, mẹ Vân hay gọi là gì? Mẹ Vân hay gọi là Đức Mạnh. Là Lim. Là Lim. Cháu tên gì? Mẹ Vân hay gọi là gì? Mẹ Vân hay gọi là Lim. Đúng rồi, cháu tên là gì? Cháu tên là Lạc. Lạc luôn à? Xuân Quý chứ? Xuân Quý. Thế mẹ Vân hay gọi là gì? Mẹ Vân gọi là Xuân Quý á. Gọi là Lạc. Chúng ta đang có mặt ở đây là baby shark Lạc đang cầm cái bánh và baby shark Lim cũng đang muốn lấy bánh. Mẹ bắt cậu bắt baby shark, chụp ảnh gì? Chiều nay hai thanh niên có muốn đi mua đồ chơi không? Mua đồ chơi gì? Mua đồ chơi ô tô. Cậu mua trò chơi câu cá cho nhá. Ừ. Thích không? Thích. Hôm nay không phải đi lớp à? Mai cậu mua con cá cho chơi. Chiều nay mua luôn. Ừ. Biết chơi câu cá chưa? Biết chơi câu cá rồi. Thật không? Thật. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Ừ, thế à? Chơi câu như thế nào nhỉ? Chơi câu nè. Cô đi chỗ. Cô đi chỗ. Chờ. Gì đấy? Hai anh em có lạnh không? Cậu tắt điều hòa đi nhá. Ôi dồi, lấy nhiều thế. Đập là vỡ là không ăn được đâu. Xếp chồng lên nhá. Xếp chồng. Cho vào đây. Cất vào trong đi. Xếp chồng ở đây. Ôi dồi ôi, Lim làm đổ xuống nó. Anh Lạc xếp cao nhờ. Đó. Mà đồ cậu xếp cao cho con. Con xếp cao. Ừ, con xếp cao đi. Xếp cao. Lim anh Lạc xếp. Lim xếp cao. Lim xếp cao. Lim.
Hết rồi. Trong đấy hết rồi. Lôi hết bánh của cậu ra thế à? Một tí vỡ bánh cậu không ăn được đây nhá. Chơi cẩn thận nhá. Nhớ chưa? Sắc lạc nhớ chưa? Sắc lạc đâu? Sắc lim đâu? Đây. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Anh Lạc phải hướng lên đây nhìn chứ. Nào chào đi. Xin chào các bạn. Múa tay đi chứ, tay đâu? Xin chào các bạn. Đúng rồi. Xin chào các bạn. Đúng rồi. Bây giờ hai anh em đứng múa bài baby sắc xem nào. Đứng lên đấy, đứng lên giường nha. Nào. Thế này cơ mà. Xong rồi to, tay to như nào nhỉ? Đúng rồi. Đấy đúng rồi, anh Lạc làm miệng to đi đấy đúng rồi. Xong rồi đến mami đi chứ, mami sắc đi chứ. Xong rồi đến daddy sắc đi. Daddy sắc đu đu. Học dốt. À gì có ai học dốt, học giỏi hết nhá. Vớ vẩn. Không tranh nhau, chơi nhường nhau nhá. Thôi hai anh em chơi đi, chào các bạn đi. Chào các bạn đi cậu. Rồi chào cậu tắt đi nhá.